Anh mới mở xin giới thiệu các em nha. Hôm nay một bộ đồ chơi gọi là lắp ráp, một bộ đồ chơi là tháo lắp lắp ráp nha. Bộ đồ chơi này có giá là 60 ngàn nha các em. Đây, nó gồm rất là nhiều ha. Đó, vít nè. Đó, kìm ha. Đôi xỉa ha. Kéo, kìm, vít, cà lê, mỏ lết, ốc vít, dặn, thước đo nè. Đây là thước đo nè các em. Đo nè. Đây là cái mắt kiến, ví dụ các em có hàng bọng này nọ thì nó đeo mắt kiến thì cho nó an toàn ha. Bộ đồ chơi này có giá là 60 ngàn. Đó, rất là đẹp. Màu chủ đạo của nó là màu xanh đỏ vàng. Rất là nhẹ ha, rất là an toàn ha. Không có sắc bén gì đâu. Đó, rất là mô phỏng y chang đồ thiệt. Các em có thể là tập làm một người thợ. Đó. Rất là ok. Đây là anh bỏ bao vô bởi vì nhìn nhìn thấy nó hơi bóng bóng ha, nhưng mà gỡ bao ra thì nó sẽ rất là đẹp ha em. Đây. Ở mặt sau thì nó sẽ ghi rõ nè, đây nó sẽ có hình cụ thể ha. Sau thì nó không có màu. Đây. Trước thì nó có màu rất là đẹp ha. Đó.